Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được quay trở lại để hầu chuyện cùng quý vị trong trình hội luận vấn đề cần quan tâm hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, cùng với chúng tôi hôm nay có một vị khách mới mà tôi xin hân hạnh được giới thiệu với tất cả quý vị. Đó là tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Ông là một chuyên gia về kinh tế. Xin chào anh Quân và cảm ơn anh đã tham gia vào trong chương trình hội luận này. Xin kính chào anh Việt và anh Bình và hai Xin người mời anh Bình gửi lời chào. Kính chào quý khán giả và welcome chú tiến sĩ Đinh Xuân Quân đến với chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được phép đi vào cái nội dung của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Và theo như tất cả quý vị theo dõi cái tình hình chung đó, thì cái điểm mà được coi là nóng nhất ngày hôm nay đó là Đài Loan. Và tuần trước trong một cuộc nói chuyện chúng ta cũng đã có đề cập sơ qua. Hôm nay chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái cuộc khủng hoảng hiện nay đang diễn ra ở đảo Đài Loan và sẽ tìm hiểu chi tiết tại sao nó lại có cái sự kiện này, và mình sẽ đo lường cái phản ứng chung của thế giới, của Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực như thế nào, và đồng thời qua đó chúng ta xem cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, cái mức độ căng thẳng nó đến đâu. Và câu hỏi sau cùng dành cho cái vấn đề này đó là liệu một cuộc chiến có thể nổ ra hay không. Và sau đó, kính thưa quý vị, chúng ta cũng lại phải nói tới một cái biến cố khác mà có lẽ ít được sự chú ý, bởi lẽ những cái tin tức khác nó đã trở nên có thể nói là chiếm lĩnh hầu hết các hệ thống truyền thông. Đó là lãnh tụ của cái khối Al-Qaeda, tức là một cái tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan, là Zawahiri đã bị hạ sát bởi Hoa Kỳ vào cuối tuần trước. Và đấy là hai cái nội dung mà chúng tôi sẽ trình bày cùng toàn thể quý vị. Bây giờ xin bắt đầu vào cái điểm nóng nhất ngày hôm nay mà chúng ta sẽ chia sẻ. Đó là cái tình hình ở tại Đài Loan. Cái câu hỏi được đặt ra là tại sao nó lại xảy ra cái chuyện như vậy? Và để hiểu rõ cái việc này thì chúng ta có thể lui lại để tìm rõ lại cái nguồn cơn. Cái chuyến thăm Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Bây giờ xin mời anh Quân có thể cho biết là câu chuyện nó bắt đầu từ đâu để cho mọi người có thể kịp tiện theo dõi. Xin mời anh. Quý vị biết là mới đây đó, tôi cũng quay lại một cái phim, nhưng mà quay lại ngắn ngắn thôi. Gần đây nhất đó, thì có cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Khi có cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đó, thì Nga lấy cái gọi là cớ là tại Ukraine những người có gốc Nga bị ăn hiếp. Thì lấy dĩ nhiên là người ta nghĩ ngay lập tức Ukraine, đối với Ukraine đó, thì người ta lại nghĩ ngay lập tức là tới Đài Loan. Tại sao? Tại Đài Loan lúc nào Trung Quốc, tôi dùng cái chữ rất là kỹ đó, nhận vơ là Đài Loan tùy thuộc Trung Quốc. Đài Loan là Trung Quốc nhưng mà tùy thuộc Trung Quốc, do đó họ có cớ để lúc nào có thể dùng vũ lực để tái chiếm Đài Loan, để tái, nghĩa là gọi là reunification, nghĩa là tái cái gì, thống nhất Đài Loan với, nghĩa là đất mẹ. Nếu mình quay trở lại đó, thì 1949 đó, khi quân đội của, nghĩa là phe gọi là của ông tướng Tưởng Giới Thạch, tổng thống Tưởng Giới Thạch đó, là của đảng Quốc Minh Tăng, là đảng Quốc dân đảng Quốc Minh Tăng thua trận đó, thì họ rời qua Đài Loan. Và từ 1949 tới nay, nghĩa là hơn 70 năm rồi, thì đã có nhiều thay đổi tại Đài Loan. Lúc đầu đó thì mình cũng phải nhớ, tại Đài Loan đó, Đảng Quốc dân đảng cũng là đàn áp dân chúng khá nhiều, chứ không phải là không. Và dần dần đó, họ đi tới cái chỗ mở cửa dần dần và trở thành một cái là nước khá là dân chủ và khá là thành công về vấn đề kinh tế, không những là về vấn đề mà dân chủ, nghĩa là về vấn đề chính trị,
nhưng mà khá thành công về vấn đề kinh tế. Chúng ta có thể nói được là Đài Loan đó, trong mấy chục năm qua đó, trung bình đó, họ tăng trưởng 4-5% một năm. Đó là một lúc nào nghĩa là lục địa cũng khoe khoang là họ là tăng trưởng kinh tế rất là cao. Nhưng mà đừng có quên đó, tăng trưởng kinh tế ở đại lục đó thì nó ở mức rất thấp, thì do đó cái tăng trưởng có thể lên rất là mau. Nhưng mà đối với Đài Loan đó, không những họ tăng trưởng không mà họ đi từ mình, nếu mà mình người Việt Nam mình đã có kinh nghiệm và thấy đó, họ đi từ những cái công nghiệp như là dựa trên nông nghiệp như là trái cây, trái hộp, vân vân đồ hộp, và họ đi tới lên một bước nữa là về vấn đề nghĩa là phân bón, về vấn đề chemical là những cái chất hóa chất. Và sau đó mình đừng có quên ở Việt Nam hồi xưa đó, ai cũng biết Vinatexco với Vimitex hay gì đó là vấn đề dệt. Các công ty dệt của Việt Nam hồi xưa đó là cũng có gốc Đài Loan chứ không phải là không. Thì vì vậy đó mình thấy là Đài Loan trong 70 năm qua họ đã tiến một cách rất là lớn, rất là mau và được cả thế giới khen. Thì tại sao mà lại có cái chuyến của bà Pelosi? Quý vị biết là bà Pelosi là một trong dân biểu của tiểu bang California, nhưng mà họ bà này có cái đặc biệt là thế này. 2 năm sau khi vụ Tiananmen, chính bà ta và hai dân biểu khác đã tới thăm Tiananmen và đã treo cái cờ ủng hộ những người tranh đấu cho dân chủ. Đây nghĩa là thường thường người ta nói nhiều về bà Pelosi nhưng mà họ quên một cái là bà ta lúc nào bà kiên trì ủng hộ cho dân chủ và cho nhân quyền. Bà ta ủng hộ cho vấn đề những người tại Tiananmen, bà ta ủng hộ vấn đề mà cho Tây Tạng, bà ta ủng hộ cho vấn đề cho Tân Cương, và bà ta ủng hộ những cái vấn đề dân chủ tại Hồng Kông. Như vậy là bà ta có một cái quá khứ gọi là dày đặc về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền và tranh đấu cho dân chủ. Thì kỳ này đó, khi mà nghe tin là bà Pelosi ghé thăm Đài Loan đó, thì Trung Quốc đã hăm dọa rất là nhiều. Và trong cuộc điện đàm với Tổng thống Biden đó, thì Trung Quốc đã nói là đừng chơi với lửa. Chơi với lửa, người nào chơi với lửa thì sẽ bị nghĩa là phỏng tay đấy. Nhưng mà ở đây đó, quý vị biết là dù muốn dù không, bà Pelosi là một trong những tam quyền phân lập của một nước dân chủ Hoa Kỳ. Tam quyền phân lập là sao? Là bà ta cũng có quyền như là Tổng thống Biden, và cũng có quyền như là tối cao Pháp Viện. Do đó, bên hành chính, bên chính phủ không có thể nào cấm bà Pelosi đi thăm Đài Loan được. Không những vậy mà chính ra chính phủ Hoa Kỳ phải sắp xếp và bảo vệ chuyến máy bay của bà Pelosi. Thì tôi thấy ở đây đó, và tôi không biết làm sao nhưng mà tôi phải nói, đây là cuộc gọi là hai phụ nữ được cả thế giới theo dõi từng giờ, từng phút, từng giây, tới khi mà bà ta gọi là đáp xuống Đài Loan, đáp xuống phi trường ở Đài Bắc. Khi bà ta tới thì cái mục đích chính là gì? Ngay giờ đây đó, người ta nói là có chiến tranh Ukraine thì Trung Quốc có thể làm ẩu hay sao? Có thể làm bậy mà đánh Đài Loan được hay sao? Thì bà ta tới ghé và nói là chúng tôi lưỡng đảng tại Hoa Kỳ lúc nào cũng sát cánh với quý vị ở Đài Loan, vì quý vị là một nước gọi là dân chủ. Và bà ta khen bà Thái Anh Văn rất là nhiều. Nghĩa là hai người phụ nữ đó là bà Pelosi và bà Thái Anh Văn, nghĩa là tôi thấy là chưa có khi nào mà cả thế giới theo dõi từng giờ, từng phút, từng giây một. Thì chuyến đi này nó cho thấy đó là Hoa Kỳ không bỏ những đồng minh của họ. Tại vì nếu mà
run. Nếu mà nhát thì có ai dám tin những cái nghĩa là hứa hẹn của Hoa Kỳ tại Á Châu và trên cả thế giới. Quý vị nhớ là trước đây đó thì không có ông Biden đó, thì NATO đã sửa soạn đã, nghĩa là nhiều khi gặp rất là khó khăn, nhiều khó khăn, và nhờ có Hoa Kỳ mà tất cả các nước Âu Châu, các nước NATO, và không những bây giờ đó, lại còn thêm hai nước mà trước đây lúc nào cũng trung lập. Quý vị nhớ đó, Thụy Điển đó, có hơn 200 năm trung lập, mà tự nhiên là bây giờ đó, họ phải xin vào NATO, thì phải có cái gì họ mới làm như vậy. Do đó tôi thấy là nhờ cái chuyện nghĩa là lãnh đạo của Hoa Kỳ, tất cả các nước Âu Châu, và bây giờ đó thì Á Châu cũng như vậy. Á Châu thì nghĩa là khó với là tụ hợp hơn là Âu Châu, nhưng mà dù muốn dù không đó, chuyến đi của bà Pelosi đã cho thấy là Hoa Kỳ mặc dù trước đây đã làm nhiều chuyện là bỏ Đài Loan khi mà ký kết, khi mà ông Nixon và ông Kissinger đã nghe là có một cái nghĩa là thay đổi chính sách Hoa Kỳ đối với Đài Loan, và tôi mở dấu ngoặc đối với Việt Nam Cộng Hòa luôn, thì ở đây đó chúng ta thấy là việc chuyến viếng thăm của bà Pelosi là một cái để củng cố sự sát cánh của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với Đài Loan, và qua đó họ nhắc cho Trung Quốc một cách nhẹ nhàng, hay là tùy người muốn đánh giá sao đánh, đừng có đụng vào Đài Loan, chúng tôi sẽ ủng hộ Đài Loan tới cùng. Thì tôi không biết sao đó, tôi trả lại anh Việt. Cảm ơn cái phần tóm tắt vừa rồi của anh Quân. Cũng trong cái mạch ý mà anh Quân vừa mới chia sẻ, chúng ta đã thấy là cái chuyến đi của bà Pelosi hẳn nó đã tạo được một cái tác động rất lớn đối với lại người dân Đài Loan. Tuy nhiên cái chuyến đi đó nó cũng tạo ra rất nhiều sóng gió, và các nhà quan sát cho rằng đây là một cái bước khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng lớn ở tại Đài Loan. Thế thì cái phản ứng của Trung Cộng nó như thế nào? Thì tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ cái ý kiến của anh. Bên Trung Quốc đã chuẩn bị cho cái kịch bản này ít nhất là 2 tuần vừa rồi, và nhiều phần họ cũng đã thông báo trước với Mỹ một số nét chính. Và muốn hiểu được cái cuộc khủng hoảng này phải nghĩ đến chuyện cuộc khủng hoảng năm 96, lần này khác hẳn. Bà Pelosi á, mọi người lúc đầu cứ lo lắng đó là bên Trung Quốc họ sẽ cản đường máy bay của bà, họ làm gì trong lúc bà có mặt ở Đài Loan, trên đường đến Đài Loan. Rốt cuộc bà đáp xuống Đài Loan một cách bình an. Nhưng mà có một chi tiết phải để ý là thay vì đến vào ngày 4 tháng 8 trong một cái buổi lễ ban ngày, được phái đoàn được đón tiếp chả thảm đỏ đàng hoàng, thì máy bay phải đi vô ban đêm. Lý do tại sao? Đương nhiên là mình biết là vì tránh lý do an toàn là một, vì sợ vì có gây khó khăn gì. Thứ nhì là đợi cho Trung Quốc đỡ mất mặt. Bà ở Đài Loan một ngày một đêm, chuyến đi đối với bà Pelosi thì rất là thành công. Có một chi tiết đặc biệt cần lưu ý là bà mời nhiều dân biểu Cộng Hòa đi, và các dân biểu Cộng Hòa cũng như là các thượng nghị sĩ đều lớn tiếng ủng hộ hết, nhưng mà không ai đi chung. 4 người mà đi chung với bà Pelosi, ngoài bà ra thì có 4 dân biểu khác. Thì trong số đó có ông Gregory Mick, là chủ tịch ủy ban dân biểu ở New York, là chủ tịch ủy ban ngoại giao của Hạ viện, tức là nhân vật cao cấp nhất về lĩnh vực ngoại giao. Ông Michael McCaw là dân biểu Texas, là cái người mà nhân vật cao cấp nhất của đảng Cộng Hòa ở trong ủy ban ngoại giao Hạ viện, thì cũng được lời mời, nhưng mà ông từ chối khéo vì lý do có cái chương trình cái gia đình. Ngoài ra thì có khoảng 200 dân biểu Cộng Hòa, thì chắc chắn bà Pelosi bà muốn mời càng nhiều Cộng Hòa càng tốt, có chuyện gì đi và cùng chịu trách nhiệm với nhau. Nhưng mà tất cả các dân biểu Cộng Hòa đó thì ai cũng khen bà hết, cũng khuyến khích là nên đi, nhưng mà không ông nào đi chung. Tức là có lý do chứ phải không? Mình rồi đây đó sẽ là cái đó là cái mặt từ phía chính trị Mỹ. Trong phái đoàn bà Pelosi thì có bộ ngoài 2 người bà Pelosi và dân biểu Mick ra đó, thì có 3 dân biểu, ông Tanaka dân biểu gốc Nhật, một ông Andy Kim dân biểu gốc Nam Hàn, và một người dân biểu gốc Ấn Độ nữa, cho nên nó cũng đặc biệt. 2 ông Nhật và ông Nam Hàn đi theo là tại vì trong cái chuyến này có ghé qua Nhật với Nam Hàn, với lại Nam Hàn trước khi về Mỹ.
5 người xuống Đài Loan, và cái chuyến đi ở Đài Loan đối với phái đoàn là cũng như thành công lắm rồi. Họ được mời, bà Pelosi được mời nói chuyện trước Quốc hội Đài Loan và gặp Tổng thống Đài Loan, được đón tiếp trân trọng lắm. Ngày hôm sau, bà lên đường bay qua Nam Hàn thì ngay lập tức nó gợi đến cái câu ca dao của Việt Nam mình: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Bên Trung Quốc họ thông báo liền, chúng tôi sẽ tập trận trong vòng 3 ngày. Và đây là cái xin phép quý khán giả xíu để chờ, đây là cái bản đồ mà Trung Quốc họ đã thông báo với toàn thể thế giới luôn: chúng tôi sẽ tập trận trong 6 vùng. Và 6 cái khoanh này, họ khoanh vùng lại, thông báo với tất cả các tàu chiến, tàu đánh cá, tất cả các hãng hàng không, dân sự cũng như là quân, các cơ quan, các máy bay quân sự là đừng có đi ngang qua cái vùng trời này. Nếu đi ngang qua có chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Và họ công bố với cả thế giới luôn. So với cái cuộc khủng hoảng này với lại cái một cái biến cố tương tự vào năm 96 đó, lúc mà Trung Quốc cũng tập trận để đe dọa Hồng Kông, Đài Loan đó, thì lúc đó cái cuộc tập trận chỉ diễn ra dọc theo eo biển Đài Loan. Lần này Trung Quốc họ mở ra đến cả 6 vùng. Thì nếu Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc của năm 96. Trong lúc mà chuyện nó xảy ra như vậy, cho đến trưa ngày thứ năm, ngày 4 tháng 8 đó, thì bên Trung Quốc đó, họ thông báo là hai hàng không mẫu hạm đang trên đường đến cái vùng tập trận này, cũng như là họ đã gửi khoảng ít nhất là 20 chiếc máy bay bay ngang qua cái vùng mà kinh tuyến, cái đường kinh tuyến giữa hai bên, tức là một cái, đây là một cái biên giới, ranh giới mà vô hình, bất chính bán chính thức mà hai bên đã công nhận từ 70 năm nay. Thì máy bay họ có bay qua, bay trở lại. Một điều mà mọi người cũng đang lo là không biết là Trung Quốc có gửi máy bay xâm nhập thẳng vô cái vùng trời của Đài Loan hay không. Đến bây giờ thì chưa. Nhưng mà đến trưa ngày thứ năm và đúng 2 giờ trưa thì họ bắn 11 hỏa tiễn, bắn qua đầu Đài Loan. Hỏa tiễn Đông Phong 11. Và trong đó thì 5 hỏa tiễn nó bay về hướng này, hướng Đông Bắc của Đài Loan. Và 6 hỏa tiễn kia đó thì nó bay về hướng Đông Nam, hướng Tây Nam. Lý do tại sao họ khoanh những cái vùng này nó cũng không phải tình cờ. Đây là các thành phố chính của Đài Loan: Đài Bắc, Kỳ Long, hải cảng lớn nhất ở phía Bắc và hải cảng Cao Hùng phía Nam, phía Tây Nam. Tất cả những vùng biển này nó nằm trên con đường giao thông lớn. Và họ thông báo là trong 3 ngày đừng ai bén mảng đến đây hết. Chính phủ Đài Loan cho biết đây thực sự là một cuộc phong tỏa Đài Loan, rõ ràng là một cuộc phong tỏa Đài Loan, và đây là một cuộc thực tập cho một cái biến cố lớn trong tương lai. Như vậy nó có hiệu lực hay không? Cho đến bây giờ, vậy thì phản ứng của Mỹ như thế nào? Thì hiện giờ, bên phía Mỹ đã có, cho đến trưa ngày 4 tháng 8, bên phía Mỹ có 3 tàu chiến đang ở gần Đài Loan. Nhưng so với cái biến cố năm 96, lúc đó là hàng không mẫu hạm của Mỹ họ đi thẳng vào eo biển Đài Loan luôn, để mà giữ trật tự ngay tại chỗ luôn. Lần này thì không có chiến hạm nào của Mỹ dám đến gần vùng này. Và đó là cái sự khác biệt giữa 26 năm trong cái quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Vâng, cảm ơn cái phần tóm tắt của hai anh. Như vậy là chúng ta có thể thấy rõ là cái việc mà bà Nancy Pelosi đến Đài Loan dưới con mắt nhìn của Trung Cộng đó, thì coi như đây là đã vượt qua cái lằn ranh, tức là ranh màu đỏ của họ. Và trước khi mà đi đó thì họ có rất nhiều thứ đe dọa là Hoa Kỳ sẽ phải hứng chịu những cái cuộc, cái là nói chung là trả đũa rất là ghê gớm. Và chưa kể cái lời mà họ nói đừng đùa với lửa sẽ bị phòng đó. Tôi không hiểu là người Mỹ hoặc là người Tây Phương đó họ hiểu như thế nào về cái lối nói đó. Nhưng mà với chúng ta là người Việt Nam Á Đông đó, thì đây nó là một cái lối nói rất là sắc sược, rất là giữa hai quốc gia, đặc biệt là giữa Tập Cận Bình và Biden, giữa hai nguyên thủ quốc gia mà dám đặt cái vấn đề nói cái câu như vậy. Theo tôi nhìn thì nó vô cùng là hỗn xược. Nhưng mà cái lối răn đe đó cũng không làm nản lòng hay là bị đe dọa hay là nao núng gì cả. Bà Nancy Pelosi vẫn làm cái việc đó. Và sau khi mà làm đó thì Hồ Tích Tiến, tức là nguyên là chủ bút của cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo đó, đã phải xuống giọng và nói rằng là họ đã làm những điều mà chúng ta cũng không thể cản được. Và bây giờ chúng ta phải chuẩn bị làm tất cả những gì chúng ta có thể có. Và nhìn qua những cái điều mà các anh vừa mới mô tả đó, thì đúng là về mặt quân sự nó đã có những cái bước leo thang lớn trong cái cuộc tập trận. Và nếu mà nhìn như thế đó thì
dưới con mắt của Đài Loan đó là đã họ đã bị phong tỏa xung quanh nước. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta chưa nói đến cái việc phản ứng của Nhật Bản như thế nào, tại vì Nhật Bản cũng không có trực tiếp làm ngay. Hoa Kỳ đó thì cái hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đó đã đến ở phía đông nam của Đài Loan, và đồng thời nguyên một cái nhóm tàu tác chiến của Ron, của cái hàng không mẫu hạm đó đã được triển khai. Ngoài tất cả những sự kiện vừa nêu, về phía Đài Loan thì họ phản ứng như thế nào chúng ta cũng cần biết. Thì xin mời anh Quân có thể cho biết là Đài Loan họ đã phản ứng ra sao trước cái sự việc này, từ cái chuyện chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi cho đến cái việc mà Trung Cộng phản ứng vừa rồi, thưa anh. Trước hết á, tôi muốn nói về Nhật Bản. Nhật Bản đã phản ứng rồi khi mà Trung Quốc bắn hỏa tiễn vào vùng gọi là lãnh hải của họ. Do đó họ phản đối việc mà Trung Quốc bắn những cái hỏa tiễn vào vùng của họ, hay là miền Nam này. Miền Nam đó, và thì họ phản đối cái đó. Lẽ nhiên Trung Quốc nói là anh không có quyền ở đó, tại vì cái phần đó là chưa có chia một cái ranh giới rõ ràng. Đó là tôi thấy là đối với Nhật. Và do đó quý vị đừng quên đó, hiện giờ tại Campuchia, tại Phnom Penh đó, là có cuộc họp của ASEAN. Và tự nhiên đó là ông Ngoại trưởng Trung Quốc bỏ đi ra về, không muốn gặp ông Ngoại trưởng của Nhật, không muốn gặp phía Nhật vì vấn đề mà phản đối của Nhật. Cái thứ hai, đối với Đài Loan đó, thì tới bây giờ đó, dân chúng Đài Loan nói chúng tôi nhiều người là đánh cá, thì tự nhiên tới lúc đó thì bị những cái Coast Guard là những cái gì? Coast Guard là nghĩa là lực lượng phòng vệ biên hải của Đài Loan nói là thôi đi về đi, nhưng mà chúng tôi 70 năm nay chúng tôi quen rồi, không có gì đâu, đừng có lo, 70 năm rồi hàng ngày là bị đe dọa. Do đó đó, đây là lẽ dĩ nhiên là không phải là một cái gọi là phản ứng của chính phủ Đài Loan. Nhưng mà theo tôi đó thì cứ để coi Trung Quốc làm được cái gì. Đối với tất cả vì cuộc chiến tại Ukraine, cho nên tôi nghĩ một phần bà Pelosi đã phải đi qua bên, nghĩa là bên Đài Loan để chấn chỉnh cái niềm tin của các cái người gọi là các người mà thân Hoa Kỳ về việc là Hoa Kỳ sẽ đi sát cánh với họ, chứ không phải là quý vị sẽ bị bỏ rơi đâu. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó, quý vị đừng quên đó, tại chiến trường Ukraine đó, thì súng ống vũ khí của Nga đó là đã bị nghĩa là coi như là hơi xưa, tôi không dám nói là quá xưa nhưng mà hơi xưa. Do đó là bị vũ khí của quân đội Hoa Kỳ, vũ khí của Hoa Kỳ mà tặng cho nghĩa là Ukraine đó, mà họ chưa có tặng tất cả đâu, thấy là trội hơn nhiều. Vũ khí của Hoa Kỳ tại Ukraine đã giúp Ukraine nghĩa là giữ được Ukraine một cách vững vàng, và cái thứ hai có thể trong tương lai vượt trội được. Thì đối với tôi đó, thì đây nó là một cái, đối với người Đài Loan, nếu mà đối với quân đội Đài Loan hay đối với Hoa Kỳ đó, thì lúc nào họ cũng xem xét coi Trung Quốc có thể làm cái gì được. Có thể làm cái gì được. Quý vị đừng có quên đó là Nga tại Ukraine đã bắn nhiều hỏa tiễn, và các hỏa tiễn đó là bị phòng không của Ukraine bắn hạ. Nghĩa là bắn nghe hạ hơn 50% của những cái hỏa tiễn mà Nga bắn vào. Thì ở đây đó, tôi nghĩ là họ sẽ ngồi để coi Trung Quốc làm được cái gì. Nếu mà gọi là xâm lược vào những cái đảo nhỏ mà gần lục địa như Kim Môn hay Má Tổ đó, thì chưa thấy gì hết. Chỉ thấy họ bắn, họ nói là sẽ tập trận ở 6 vùng đó. Thì bây giờ, tới bây giờ đó,
chỉ mới có bắn 11 cái hỏa tiễn mà thôi. Thì tôi nghĩ đó là cũng chúng ta cũng phải đợi ít lâu nữa thì mới có cái hiệu quả mà hay là có một cái phản ứng của Bộ Quốc phòng là của Đài Loan. Tôi chỉ nhớ là thế vậy. Tôi chỉ nhớ khi còn nhỏ đó là đã có nhiều như là Trung Quốc lục địa đã có cố gắng nhiều lần xâm lược Đài Loan nhưng mà không thành công. Không thành công là vì hồi đó Đài Loan đã có một cái không quân khá tốt, và những cái không quân đó tôi không biết những người nào lớn đó, thì nhớ là họ đã qua Sài Gòn và biểu diễn cho Sài Gòn, cho dân chúng ở Sài Gòn thấy, nghĩa là cái đội của không quân Đài Loan. Bây giờ thì tự nhiên là lục địa họ mạnh hơn nhiều, họ mạnh hơn nhiều, và lục địa đấy họ cũng như là Đài Loan, họ hơn, cũng như là mình so sánh là như là Nga với là Ukraine, Nga cũng phải hơn Ukraine là 10 lần đấy, 20 lần. Thì ở Đài Loan cũng như vậy. Nhưng mà kinh nghiệm của Đài Loan cho thấy nói vậy, nhưng mình phải dùng cái chữ nói vậy nhưng mà không phải vậy. Và nghĩa là Nga đã đánh rất là nhiều vào Ukraine mà chưa chắc đã thắng. Đó là một. Cái thứ hai, Đài Loan họ hơn cái là, hay là cái hên của họ đó, họ cách bờ biển của, nghĩa là lục địa 180 cây số, thành như muốn vượt qua 180 cây số biển đó thì là cũng gặp nhiều khó khăn đấy. Tôi chỉ xin phép thôi, đóng góp thêm mà. Cảm ơn anh. Cũng trong cái điều mà chúng ta vừa mới nói đó, thì không phải lần này mà trước khi có cái cuộc chiến ở Ukraine đó, thì chúng ta cũng đã nhiều lần nói, và ngay cả tờ The Economist đó, từ hồi đầu năm họ đã nói Đài Loan là một cái vùng đất nguy hiểm nhất ở trên hành tinh này, là vì cái hiểm họa, cái mối đe dọa có thể bị đánh chiếm bằng quân sự đó có thể xảy ra. Và nếu mà chúng ta còn nhớ là năm ngoái đó, thì chính ông Đô đốc Stradivarius đó, ông ta đã có một cái bài báo viết để nói rõ là trong vòng 5 năm nữa thôi, thì với tất cả cái lực lượng quân sự sẵn có của Trung Cộng đó, họ có thể đánh chiếm Đài Loan. Cho nên khi mà cái cuộc chiến Ukraine xảy ra đó, thì giống như anh Quân nói hồi nãy đó, rất nhiều người trông thấy rằng đây có lẽ là một trong những trường hợp mở đầu cho các cái cuộc chiến mà Trung Cộng có thể dùng để mà đánh Đài Loan. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rồi là Trung Cộng đã diễu võ dương oai và tập trận, đã làm tất cả những cái chuyện nổi đình nổi đám ở xung quanh Đài Loan. Và hẳn nhiên, giống như anh Quân nói, cũng không đe dọa gì được người Đài Loan. Là vì mấy cái máy bay đó, tiêm kích của Đài Loan đó, họ cũng đã gửi lên để mà ép sát tất cả những cái chiến đấu cơ nào của Trung Cộng mà xâm nhập vào cái vùng nhận diện phòng không. Chứ họ cũng không có ngại cái chuyện là động độ. Cho nên vẫn có xảy ra những cái chuyện mà ngăn cản đó. Thế thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây cho anh Bình, liệu cuộc chiến nó có nổ ra hay không? Khi mình nói điều này đó, thì cũng không có nghĩa là đây là một cái ý định của Trung Cộng muốn làm. Nhưng mà bất chắc nó vẫn có thể xảy đến một cái chuyện tình cờ nào đó, một cái anh phi công nào đó mà ngớ ngẩn mà bấm bỏ lộn một cái nút chẳng hạn, mà có một cái hỏa tiễn bay ra mà phá một cái gì đó, là có thể châm ngòi cho một cuộc chiến. Thế thì cái việc đó nó có xảy ra được hay không? Và nhất là thế giới ngày hôm nay, các nhà quan sát đều cho rằng đó, đây là cái thời điểm mà cái nguy cơ đó rất là cao. Xin anh Bình cho biết ý kiến. Người Việt mình có một cái câu mà nhỏ mình đã nghe lúc mà ra đường, chó sủa thì không cắn. Nhưng mà câu đó không bảo đảm. Bây giờ mà thật sự, kinh nghiệm trong đời mình thấy chính xác đó là chó sủa thì nó chưa cắn. Tức là cái lần mà nó sủa đó thì nó chưa cắn. Nhưng mà chần tới thì nó không sủa thì có thể nó sẽ cắn. Đó là mục tiêu của Trung Quốc. Họ không có kế hoạch gì để xâm chiếm Đài Loan trong tuần này đó. Mục tiêu của họ lần này là gì? Thứ nhất, muốn giằng mặt Đài Loan. Vì trên thế giới họ muốn chứng tỏ là họ có khả năng họ phong tỏa một quốc gia như Đài Loan, mà tàu chiến của Mỹ có thể kéo đến, Nhật phản đối, họ có thể họ bắn hỏa tiễn vô. Thật ra là khi năm cái hỏa tiễn mà đã bắn vô trong cái vùng mà có liên hệ đến Nhật đó, là nó chưa có vào đến cái lãnh hải của Nhật, nhưng mà nó vô cái vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Tại vì Nhật có một số đảo nằm ở phía Tây,
cực Tây gần với Đài Loan, cho nên họ bắn hỏa tiễn qua đầu Đài Loan thì nó sẽ vô vùng đặc quyền kinh tế. Và Nhật phản đối đó, nhưng mà không thấy có một tàu chiến nào của Nhật đến để mà bảo vệ ngư dân của mình hết, phải không? Tất cả những người đánh cá, dân Nhật đang đánh cá trong vùng đó, vùng đặc quyền kinh tế của nước Nhật, và bây giờ Trung Quốc bắn hỏa tiễn vô, nói là đừng đến đánh cá nữa trong 3 ngày, và có lẽ những tàu đánh cá của Nhật cũng sẽ tránh mặt trong 3 ngày này. Họ gửi thông báo ra cho tất cả các hãng hàng không ở vùng Đá Châu đừng bay qua vùng qua Đài Loan trong 3 ngày tới, thì mình thấy những hãng hàng không Việt Nam là hưởng ứng là thay đổi liền rồi đó ha. Chắc chắn là bên hàng không Philippines cũng vậy, cũng phải chuẩn bị tránh tiếp xa ở vùng này. Hàng không Nam Hàn cũng không dám bay qua, và thật sự đó, các hãng hàng không Mỹ cũng không biết có hãng nào dám bay qua, là tại vì chở hành khách trên máy bay mình trách nhiệm nặng lắm. Có tàu nào trên thế giới dám đi ngang vào cái vùng mà tập trận trong 3 ngày tới đâu, ngay cả tàu chiến của Mỹ. Như vậy là đó là mục tiêu của Trung Quốc. Họ muốn chứng minh cho thế giới là Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc của thập kỷ 90. Chúng tôi có khả năng làm chuyện này lắm ạ. Và chúng tôi trong tương lai, nếu mà chuyện này còn lặp lại, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cái kịch bản này. Còn về mặt quân sự đó, thì nó có mục tiêu rất là cụ thể trong cái chiến dịch này, trong cái cuộc tập trận trong 3 ngày tới đây. Mục tiêu của Hải quân Trung Quốc là gì? Họ muốn nhân cái cơ hội này, họ thử, họ diễn tập một cái kịch bản để trong tương lai, lúc mà cần đến, thì họ sẽ làm. Và cái mình thấy rõ luôn về mặt quân sự, đây là cái chiến lược mà cả thế giới vẫn cứ phân tích trong 20 năm nay. Trung Quốc sẽ không đổ bộ vào Đài Loan. Nếu chiến sự xảy ra, họ sẽ phong tỏa Đài Loan. Phong tỏa Đài Loan trong vòng 2 tuần, 4 tuần chẳng hạn. Và họ sẽ thử coi là Mỹ, Hải quân Mỹ có khả năng mà băng qua được cái vòng phong tỏa đó hay không. Thì đây là cái dịp để cho Hải quân Trung Quốc họ triển khai những cái gì mà họ đã tập trên mạng bao nhiêu năm nay. Hai hàng không mẫu hạm đi từ Thanh Đảo và từ thành phố Tam Á đi lên, và hai hàng không mẫu hạm sẽ gặp nhau, nó sẽ làm cái gồng kèm để nó bao vây Đài Loan. Đó thì bên phía Mỹ và đối với Đài Loan cũng nhân cơ hội này, đây là cái playbook của Trung Quốc nè. Đó thì hai bên kể như là quân đội của hai bên nhân cái dịp này tập trận luôn, họ sẽ làm tất cả gì họ cần làm để mà rồi về họ rút kinh nghiệm để sau này họ lại cần điều chỉnh được. Vâng. Và chúng ta cũng thấy một điều. Vâng, xin mời anh Việt. Xin phép anh Việt, tôi nói ở đây. Vâng. Mặc dù là như vậy, Trung Quốc không có thể nào đánh Đài Loan bây giờ. Tại sao? Và cái câu hỏi mà anh hỏi cho anh Bình đó, thì vâng, tôi nói là họ không đánh Đài Loan được. Tại sao? Tại vì sắp sửa đã có đại hội đảng, và trong cái đại hội này đó thì là ông Tập Cận Bình muốn được là làm chủ tịch vĩnh viễn muôn đời, đó là một thành ra. Nếu mà bây giờ mà có nhúc nhích, mà có nghĩa là có cái gì đó thì là rất khó khăn cho Trung Quốc, đó là một. Cái thứ hai là tôi là kinh tế gia, tôi không có quên đó là Trung Quốc vì vấn đề gọi là chính sách Covid của họ đó, thì có thể tôi không biết ông bác sĩ nói sao, nhưng mà họ sợ là mang tiếng là Covid là Vũ Hán vân vân và vân vân đó, thì họ đã đóng cửa rất là nhiều thành phố, nhiều tỉnh tại Trung Quốc, và do đó kinh tế sẽ gặp rất là khó khăn. Kinh tế của Trung Quốc hiện giờ đang gặp nhiều khó khăn, rất là nhiều khó khăn, và năm nay đó tăng trưởng của Trung Quốc có thể sụt xuống nhiều. Do đó đó, tôi đánh giá là hiện giờ Trung Quốc sắp có một cái cuộc gọi là đại hội đảng lớn, và để ông Tập Cận Bình lên thì không dám nghĩa là gây sóng gió ngay lúc này đâu. Tôi không biết trong tương lai ra sao, nhưng mà cái xác suất mà gây sóng gió, Trung Quốc gây sóng gió bây giờ đó thì rất là ít. Do đó tại sao những người Đài Loan nói chúng tôi thấy cái này mấy chục năm rồi, 70 năm rồi, quen rồi. Thành ra đó là một cái đánh giá của tôi trong cái phân tích của tôi trong cái tình trạng. Theo anh đoán thì chắc chắn là bên Trung Quốc qua những cái channel về quân sự như về ngoại giao, họ phải thông báo với Mỹ để Mỹ nhắn lại với Đài Loan là chúng tôi không có kế hoạch đánh Đài Loan. Quý vị đâu ở yên đó, đừng có động vọng động, đừng gây chuyện thêm. Nhưng mà tôi cần phải làm cái này. Và còn không biến cố nữa mà nãy giờ mình chưa có nhắc là đúng ngay trong tuần này thì nguyên cả một cái dàn lãnh đạo của Trung Quốc, Bộ Chính trị, các vị cố vấn ở Bắc Đới Hà cao cấp sẽ gặp nhau ở Bắc Đới Hà. Đúng rồi. Và đây là cuộc họp quan trọng nhất
chuẩn bị cho đại hội đảng kế tiếp. Thì trong cái cung điện đó chắc chắn ông Tập Cận Bình ông cần phải có cái thành tích với lại những đồng chí của ông. Đấy, lần đầu tiên chúng ta làm cái chuyện này cả thế giới sợ hết, ít nhất mình cũng hù, và Mỹ nó tàu chiến nó Mỹ nó tới nhưng mà nó không dám đi vô. Đây là cái sự khác biệt quan trọng nhất nha, giữa 2022 và 1996. Nếu là Trung Quốc, nếu là thập niên 90 thì chắc chắn là tàu Mỹ sẽ đi vào eo biển Đài Loan và nói với hải quân Trung Quốc là đâu yên đó, đi về nhà đi cho khác tập trận. Đây là vùng biển quốc tế. À, chúng tôi sẽ có một cuộc hành quân tự do hàng hải đi ngang qua eo biển Đài Loan thì chưa khác chơi, nhưng mà bây giờ khác. Đó là cái thay đổi. Tiếp lời với hai anh thì tôi thấy thế này, nếu mà so sánh với lại năm 1996 đó, thì cái lúc đó, đó vì cái chuyện mà cái cuộc bầu cử ở Đài Loan mà ông Tổng thống Lý Đăng Huy đó được đắc cử đó, thì lúc đó Trung Cộng đã lên tiếng là nếu mà ông Tổng thống Lý Đăng Huy đắc cử đó thì đó là một cái lời tuyên chiến, và vì vậy theo khi ông đắc cử rồi thì họ phải bắn một số các cái hỏa tiễn, chứ hoàn toàn lúc đó chưa có đủ cái lực lượng hải quân để mà có thể làm gì được với Đài Loan. Và lúc đó thì ông Bill Clinton đó, ông gửi đến hai cái hàng không mẫu hạm và hai cái đoàn tàu tác chiến, cho nên dĩ nhiên với cái lực lượng đó thì Trung Cộng phải im thôi. Trở lại cái vấn đề của ngày hôm nay thì tôi đồng ý hoàn toàn với hai anh là ngay bây giờ, cũng như là theo cái đánh giá của ông William Burns, giám đốc CIA mà trong hai tuần trước đây trong một cái hội nghị về an ninh đó, ông ta có nói là cái bài học của Ukraine, của Nga ở tại Ukraine đó, cũng khiến cho Trung Cộng phải suy nghĩ lại trong cái chuyện mà đánh ở Đài Loan. Là vì nếu không đó, thì sẽ xa lầy, mà nếu mà xa lầy đó là sẽ thua trận. Và một cái điểm nữa là tôi cũng đồng ý với anh Quân đó, là để không bị mất mặt đối với người dân ở trong nước, là vì xưa nay Tập Cận Bình luôn luôn dùng cái chiêu bài cái chủ nghĩa quốc gia cực đoan, chủ nghĩa dân tộc cực đoan để mà kích động người dân trong nước. Cho nên trước cái sự kiện như thế này đó thì người dân họ có thể bực bội, và vì vậy cho nên Tập Cận Bình phải làm mọi cách để mà biểu diễn võ công, khiến cho người dân cũng thấy à ta cũng ngon chứ không có đến nỗi bị làm mất mặt. Và mình biết là chuyện này có lẽ nó cũng sẽ rồi lắng dịu thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ trong vòng một vài tuần trước mặt xem mọi chuyện nó có cái gì thay đổi nữa không. Chứ còn nếu nghe cái lời mà gọi là răn đe trước đó thì tôi có cảm tưởng là chắc phải dùng tới vũ khí nguyên tử để mà dội lung tung cả lên rồi, nhưng mà chưa thấy gì cả. Vâng, cảm ơn hai anh về cái đề tài này. Bây giờ chúng ta bước sang một cái đề tài khác mà tôi cho rằng nó cũng quan trọng không kém. Đó là cái tay thủ lãnh của cái lực lượng Al-Qaeda, là cái tổ chức khủng bố mà trước đây Osama Bin Laden là người thành lập đó, thì cái tay thủ lãnh đó là Al-Zawahiri đã bị bắn chết ở tại Kabul, ở ngay tại cái thủ đô của Afghanistan. Và chúng ta hãy tìm hiểu xem cái việc này nó ảnh hưởng như thế nào với cái chiến lược gọi là chống khủng bố của Hoa Kỳ và của toàn thế giới. Thưa quý khán thính giả, cái năm 911 của năm 2001 đó, đối với chúng ta có lẽ nó đã hơn 20 năm. Có lẽ một số người cũng đã quên mất rồi. Riêng tôi thì tôi chưa quên. Và có lẽ người Việt Nam chúng ta thì khó quên lắm. Tại vì đã sống trong cái hoàn cảnh chiến tranh ở miền Nam Việt Nam bao nhiêu năm. Tuy nhiên, cái việc mà chống khủng bố đó ngày hôm nay đó, nó vẫn là một cái ưu tiên của Hoa Kỳ. Và nó đã khu trú vào một số vùng. Và cái tay mà thủ lãnh của Al-Qaeda đó thì đã bị thanh toán. Thế thì chúng ta một lần nữa điểm lại xem cái cuộc chiến chống khủng bố này ngày hôm nay nó như thế nào, và cái việc mà hạ sát Al-Zawahiri này đó nó có cái tác dụng ra sao đối với cái chiến lược chung. Thì trước tiên đánh giá về cái chiến lược chung, về cái hành động, cái hoạt động khủng bố của Al-Qaeda đó, thì xin mời anh Bình cho biết ý kiến về cái việc này. Đây là một biến cố bất ngờ. Tuy là 20 năm nay thì người Mỹ không ai quên được biến cố 911, nhưng mà rất nhiều người Mỹ và người thế giới đã không còn ít người nhớ đến cái tên Al-Zawahiri. Đây là thành công của ông. 20 năm trước thì ông nổi tiếng lắm. Và cả thế giới, trong 10 năm, từ năm 01 đến năm 11, ông là cái khuôn mặt nổi của lực lượng Al-Qaeda. Xuất hiện nhiều hơn là Bin Laden trong suốt 10 năm mà trốn ở trong hang đá, lẫn trốn trong nhiều vùng biên giới. Thì ông hay là phát ngôn viên của Al-Qaeda. Sau khi Bin Laden chết, thì ông trở thành cái nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất. Và sau 10 năm sau này đó, thì rút kinh nghiệm của Bin Laden cũng như hầu hết những tay lãnh đạo, thủ lãnh khủng bố thường thường bị hạ sớm, cho nên ông này ông giữ gọi là low profile trong suốt 10 năm. Vì vậy cho nên nhiều người Mỹ đã quên mất
Azawa Huy là ai nữa. Cá nhân em cũng vậy, cứ nghĩ là ủa, ông chưa chết hay sao? Quên. Và đến bây giờ chuyện nó xảy ra. Thật sự thì đây là một cái thành công của Mỹ, của tình báo Mỹ. Và nhắn tới thế giới là quân tử trả thù đó, 10 năm, 20 năm chưa một, không thoát được. Đó, còn cái bất ngờ thứ nhì nữa là lại tìm được ổng ở ngay tại Kabul. Và theo như bên tình báo Mỹ cho thấy thì ổng đang sống với gia đình. Vì ông này tuy là ổng đi làm cách mạng suốt đời nhưng mà có đến 4 bà vợ. Cho nên không biết là thì 4 bà phải ở 4 chỗ, nhưng quanh năm suốt tháng cứ phải đi thăm vợ con. Thì ổng quay trở về ở Afghanistan trong nhân cái dịp mà bây giờ yên ổn rồi. Ổng về đó và theo như tình báo Mỹ họ nói là ổng đã ở đó từ hồi đầu năm nay rồi. Tức là ổng ở yên ổn đó. Và có nhiều nguồn tin chưa xác nhận, nhưng mà các cơ quan thông tấn xã mà lớn cũng cho biết là cái nhà này nó nằm được đứng tên là nó thuộc một những cái nhà thuộc về bộ nội vụ của Afghanistan. Cho nên như vậy là, và người như Zawahiri thì nếu không có sự bảo kê của Taliban thì ông không bao giờ dám trở lại Kabul ở như vậy đâu. Cho nên cái việc mà Mỹ bắn ông và bắn ngay tại Kabul thì nó chứng minh đó là thứ nhất Mỹ vẫn còn khả năng theo dõi Al-Qaeda. Thứ nhì á là Taliban vẫn còn nuôi dưỡng Al-Qaeda. Anh Quân nghĩ sao về cái mối liên hệ giữa Al-Qaeda và Al-Zawahiri thưa anh? Đối với tôi đó, khi mà anh Việt nói là ông này với anh Bình nói là có 4 bà vợ đó, thì dĩ nhiên là người ta Hồi giáo có quyền có 4 vợ. Đó là cái đầu tiên. À, có không, không, không có, chỉ có bên Phi Châu đó mới thêm một bà thứ năm thôi. Bình thường nó là 4 bà. Nhưng mà có một cái mà anh Bình nói là họ đã thiệt hạ ông Al-Zawahiri đó tại Kabul, tại nhà của một cao chức, một nghĩa là một thành phần của Haqqani. Haqqani là một thành phần gọi là Hồi giáo quá khích mà tới bây giờ là bị Hoa Kỳ coi là dân khủng bố. Đó là một, nghĩa là Taliban có nhiều phe phái trong Taliban, trong đó có phe phái là Haqqani, và cái phe phái đã Haqqani cũng tham gia vào chính quyền Taliban. Đó là một. Cái thứ hai đó, mình đừng quên đó là cái mà anh Bình nói là tôi thấy là đúng. Lẽ dĩ nhiên là Hoa Kỳ đi nhưng mà không phải là họ không có tình báo để ở lại. Đó là cái chuyện, đó là cái chuyện thứ hai. Nhưng mà cái thứ ba đó, tôi nghĩ là ông này tưởng là 21 năm rồi, chúng phải 20 năm, 21 năm rồi là được quên, được Hoa Kỳ bỏ quên. Nhưng mà họ đã không làm như vậy. Có một cái chuyện quan trọng đó là cái thành phần gọi là Hồi giáo cực đoan đó đã trong mấy năm, mấy chục năm qua đó đã chia rẽ rất là nhiều. Hiện giờ quý vị biết là Kabul á, thì là phe Taliban vẫn đụng độ với gọi là ISIS-K, nghĩa là một cái nhánh của cái là dân mà gọi là Hồi giáo mà cái là quá khích đó. Thì do đó cái quan trọng là ai sẽ thay thế Al-Zawahiri. Những người có thể thay thế Al-Zawahiri đó thì cái đầu tiên đó, một người là tên là Sadat. Thì lúc đó ông này Al-Sadat thì đang bị phe gọi là của Iran cầm chân. Quý vị nhớ đó, khi mà Iran cầm chân đó thì là cái gì? Al-Qaeda hay ISIS-K nó là thành phần Sunni. Thành phần Sunni, trong khi Iran đó là thành phần phe nhóm gọi là Shia. Hai bên đó, mình đừng có quên là hai bên Shia và Sunni họ đánh nhau, họ còn giết nhau nhiều hơn là Mỹ giết Al-Qaeda. Thì cái vấn đề mà gọi là tranh chấp giữa Shia và Sunni nó đã tranh chấp 700-800 năm nay rồi, chứ không phải là bây giờ mới tranh chấp. Thành ra mình thấy cái vấn đề mà người nào thay Al-Zawahiri thì sẽ lãnh đạo và đưa cái hướng
có gọi là bớt hung hăng hơn, hay là để cho phe ISIS-K nghĩa là chống Hoa Kỳ mạnh hơn, thì đó nó là cũng tùy thuộc vào cái chuyện đó. Đó là một cái. Thứ hai đó, quý vị biết không, khi mà các bạn bè tôi đã ở 7 năm ở Afghanistan, thì các bạn bè tôi mỗi lần họ đi ra họ cứ hỏi tôi Afghanistan là cái gì, thì tôi chỉ nói là thế vậy. Hiện giờ họ còn ở trong gọi là 1399 hay là 1400, nghĩa là ở trời, hiện giờ còn ở thời Trung Cổ, thì cái lãnh đạo của họ đó có thể là tiến hơn, nhưng mà dân chúng và những người theo của gọi là theo Al-Qaeda hay là ISIS cũng là ở thời Trung Cổ. Và vì vậy đó, mặc dù là họ có thể yếu được, nhưng họ vẫn là một thành phần có thể là chống Tây phương rất là nhiều. Vì sao? Vì cái sự hiểu biết của dân chúng và sự hiểu biết ở tại Afghanistan nó còn ở thời kỳ, tôi xin lỗi, Trung Cổ. Năm nay nếu mà theo lịch của nghĩa là Hồi giáo thì là mới 1400 hay là 1401 hay gì đó, thế thôi tôi không nhớ lắm, nhưng mà nó cỡ đó. Nhưng mà cỡ đó thì mình phải hiểu là những người ta hiểu biết cũng cỡ đó. Những cái tại sao mà Taliban còn có thể thành công được, vì thành phố, các thành phố thì dân chúng tiến rất là nhiều, nhưng mà đa số vẫn ở nhà quê, vẫn ở dân quê. Mà ở nhà quê đó thì cái sự hiểu biết của đó nó đi theo cái chuyện đó. Và tôi thấy là có thể là Hoa Kỳ đã giết Al-Zawahiri, nhưng mà cái vấn đề mà Hồi giáo mà chống Hoa Kỳ đó nó còn đều đều, không có mạnh như trước nữa, nhưng mà sẽ còn tiếp tục, vì những người ta, cái sự hiểu biết của người ta nó chỉ đi tới mức nào thôi. Và trừ khi là vào thành phố mà đã được học, đã được vào đại học hay là đã được nghĩa là tiến bộ hơn đó thì nó khác. Nhưng mà tôi phải nói là rất là lạc hậu, đã không thành công, vì nghĩa là đa số dân chúng nó còn là dân quê, và dân quê thì nghĩa là vẫn còn ở cái gọi là ở cái thời điểm là Trung Cổ. Vấn đề của ngày hôm nay của chúng ta thì tôi thấy đó là qua cái việc mà cái lực lượng tình báo của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo dõi và vẫn truy sát những cái thành phần lãnh đạo của Al-Qaeda đó, tôi cho rằng đấy là một cái điểm rất là quan trọng và đáng khen. Cho là chúng ta không có là chảnh mảng trong cái chuyện mà trong cái cuộc chiến chống khủng bố. Hiện nay đó, nó vẫn còn hai cái địa bàn quan trọng mà chúng ta biết, ở phía nam của Yemen, cái lực lượng Houthi đó là một trong những lực lượng thành viên của Al-Qaeda, hoặc là ở bên Nigeria, Boko Haram nó cũng là một cái loại tổ chức Hồi giáo cực đoan, và nó cũng là thành viên và gia nhập Al-Qaeda. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là trước đây đó thì Al-Qaeda nó là một cái mạng lưới và nó được bố trí hết sức là chặt chẽ, và nó có cái hệ thống thống thuộc chỉ huy của nó mà chúng ta đã biết, giống như là Osama bin Laden, rồi sau đó là đến cái ông vừa mới bị giết, tức là Al-Zawahiri đó. Vấn đề còn lại ở đây, tôi muốn hỏi hai anh và xem các anh có ý kiến như thế nào. Liệu cái cuộc chiến chống khủng bố thời gian tới đó, nó sẽ lâm vào cái hoàn cảnh như thế nào? Và cái địa bàn hoạt động của nó sẽ nằm ở đâu? Liệu nó có tiếp tục quay trở lại Afghanistan chăng? Là vì Taliban và Al-Qaeda đã có một thời gian rất là gần gũi với nhau. Rồi kế nữa là ngay cả cái lực lượng mà ISIS chẳng hạn, nó ở phía bắc của Iraq và Syria đó, mặc dù kêu là đã bị thanh toán, giết rồi, cái tay thủ lãnh đã bị chết, nhưng cái thành phần còn lại của cái tay súng đó, nó vẫn còn đó. Thế thì triển vọng của cái cuộc chiến chống khủng bố này nó sẽ như thế nào? Thì tôi xin mời anh Bình trước và sau đó là đến anh Quân. Xin mời anh Bình. Xin anh mở cái microphone. Là cái tương lai của Al-Qaeda đó, và cái quá khứ lịch sử của phong trào bố Hồi giáo, nó gắn liền với cuộc đời của ông Al-Zawahiri, và nó có những cái nghịch lý mà gọi nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai.
Al-Zawahiri, Wahiri, ông xuất thân là một tay cách mạng ở Ai Cập. Và cái ngày mà ông bỏ nước đi, đi qua bên Afghanistan, cái ngày ông gặp Bin Laden 30 năm, 35 năm trước, là ông muốn dụ cái lực lượng kháng chiến đó, nó quay trở về Trung Đông, quay trở về Ai Cập, Saudi Arabia để lật đổ những chính quyền độc tài ở Trung Đông. Nhưng mà Bin Laden không nghe và lại cứ đòi phải đi đánh Mỹ, thì nó mới dẫn đến cái chuyện oan nghiệt, đó là cái cuộc khủng bố vào năm 2001. Chứ còn thật sự cuộc đời ông Al-Zawahiri, ông mong là sẽ làm được cách mạng Ai Cập. Thì 10 năm vừa rồi sau khi Bin Laden chết, cái đóng góp lớn nhất của Zawahiri trong cái chuyện mà cải tổ lại phong trào Al-Qaeda là ở chỗ đó. Al-Qaeda nó không còn là cái lực lượng khủng bố số 1 trên thế giới nữa, nó nhường cái vai lại cho ISIS. Và cũng nhờ vậy mà trong suốt 4 năm, từ năm 2014 cho đến năm 2018, Mỹ và Tây Phương tập trung vô để tiêu diệt ISIS ở Trung Đông. Không có Al-Qaeda, không còn là cái mục tiêu số 1 nữa. Và bây giờ nó tách ra là nhiều nhánh, nó trở thành cái mạng lưới rồi. Và nó hoạt động chính là ở những nước Ai Cập thì không dám quậy, là vì bên Ai Cập bây giờ cũng không cần nữa, tại có tổ chức Huynh đệ Hồi giáo rồi. Thì nó đang hoạt động ở Yemen, ở trong bán đảo Saudi Arabia, nó hoạt động ở những nước như là ở những nước Bắc Phi. Cho nên cái mục tiêu của Al-Qaeda trong vòng 10 năm vừa rồi không còn là thánh chiến để chống lại Tây Phương nữa. Tại vì họ biết làm chuyện đó nó cũng như thường. Họ muốn thanh toán một số những chính quyền ở vùng Trung Đông, lợi dụng cái cơ hội mà Trung Đông nó bị hỗn loạn. Họ muốn lên nắm quyền. Nếu mà họ nắm quyền được một nước thì họ sẽ trở thành cái địa bàn mới, như là một cái nước Afghanistan trong thập niên 90 này. Đó thì nhưng mà cái mộng của Zawahiri chưa làm được, còn đang làm dở dang, thì Mỹ thanh toán dùm. Thật sự á, Mỹ họ đã làm dùm cho Al-Qaeda một việc, là vì ông Zawahiri ông đã 71 rồi, cho nên ở trong những tổ chức khủng bố thì có cái nhu cầu lúc nào có thế hệ mới lên, cho nên kể như là Mỹ đã dọn đường cho một nhân vật kế tiếp lên lãnh đạo Al-Qaeda. Tôi xin phép có ý kiến khác anh Bình. Vâng, xin mời. Tôi xin phép có ý kiến khác anh Bình. Quý vị biết là cuộc chiến tại Yemen đó, là giữa Iran và Saudi Arabia, giữa Shia và Sunni. Đây là một cuộc tranh chấp giữa hai hệ phái. Đó là một. Thì do đó đó mà hiện giờ đó, Hoa Kỳ đã có lại connection. Không nghe cái phần của anh Quân. Vâng, trong lúc chờ đợi đó, vâng, thì mình tiếp lời tiến sĩ Quân đó, thì cái tranh chấp trong nội bộ của Al-Qaeda trong thời gian vừa rồi vẫn là cái chuyện là làm cách mạng thế giới hay làm cách mạng ở từng nước. À, thì sau bây giờ đó, với cái lớp lãnh đạo mới này, họ sẽ phải quyết định lần nữa cái chuyện đó. Tôi chưa nói là vấn đề Yemen. Xin mời anh Quân nó quay lại. Hồi nãy cái đường truyền nó hơi bị trục trặc, cho nên là phải không nghe được anh. Xin mời anh. Vâng, tôi nghĩ là tôi hơi khác, anh đánh giá hơi khác anh Bình một chút. Là tại Yemen đó, nó là một cuộc tranh chấp giữa hai hệ phái Hồi giáo. Một hệ phái Shia và hệ phái Sunni. Hai hệ phái đó. Saudi Arabia đánh Yemen là tại vì Saudi Arabia là tượng trưng đứng đầu hệ phái Sunni, trong khi Houthi đó là theo Shia, là được, nghĩa là tôi nghĩ là được Iran ủng hộ, tiếp tế vũ khí và ủng hộ. Và hiện giờ đó, quân đội Hoa Kỳ đã môi giới để cho một cuộc đình chiến tại Yemen. Đó là một. Cái thứ hai đấy, những cái xác suất mà có thể nói là cuộc chiến đó, thì nó sẽ, theo tôi đánh giá, thì nó sẽ ở Phi Châu rất là nhiều. Tại vì Phi Châu cũng có là các nước, là chính phủ rất là yếu, chính phủ Mali, chính phủ Niger, chính phủ, tất cả các chính phủ đó rất là yếu. Và lợi dụng đó, thì những cái quân mà Al-Qaeda hay là ISIS, họ nghĩa là mới phá phách được. Mà khi chính phủ yếu thì họ mới có cơ hội gây nghĩa là chaos, nghĩa là xáo trộn trong đó. Và vì vậy quý vị nhớ là mới đây đó là Hoa Kỳ đã nghĩa là Clinton đã củng cố
vấn đề sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Phi Châu. Mà đừng quên đó, ở đây đó, Nga đó đang phá đám, đang phá đám nữa ở đây. Nga nhảy vào, nghĩa là các nước Trung Phi, Central Africa và nhảy vào Mali. Và do đó nó gây ra nhiều cái mà gọi là ngoài ý muốn, mà gọi là không phải chỉ có là Al-Qaeda hay là ISIS-K mà nó lại dính vào mấy ông phía ngoài, mấy nước ngoài nữa vào. Thì đây đó, đó tôi nghĩ đó, những cái khó khăn và những cái vấn đề mà bất chắc đó, nó sẽ xảy ra ở Phi Châu nhiều hơn là ở các chỗ khác. Tại vì sao? Tại vì tại Iraq hay tại Syria hay là tại nghĩa là ở vùng đó đó, thì quân đội, chính phủ tương đối là mạnh hơn trước nhiều. Trong khi đó, tại các nước Phi Châu thì chính phủ rất là yếu, và khi yếu đó thì họ mới lợi dụng gây xáo trộn được, và nó gây nhiều cái bất an. Và ở đó thì tôi nghĩ là xác suất nó sẽ ở Phi Châu nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn hai anh. Vâng, tôi nghĩ là cái cuộc chiến chống khủng bố đó, nó vẫn là một con đường dài. Là vì thực tế mà nói thì những cái yêu cầu của cái lực lượng Hồi giáo quá khích thì luôn luôn có, và họ có cái mục tiêu để đeo đuổi, cho nên là nó sẽ còn tiếp tục. Và đúng như anh Quân nói, nó sẽ xâm nhập ở những cái chỗ yếu, và nó sẽ buông ra ở những cái chỗ nào mà cái guồng máy hành chính ở đó mạnh mẽ. Thế thì chúng ta cũng lại tiếp tục theo dõi để xem trong những năm tới, những tháng tới đó, thì các cái hoạt động của các cái tổ chức khủng bố Al-Qaeda nó sẽ tiếp tục con đường của nó đi như thế nào. Và mình sẽ mang đến cho tất cả quý khán thính giả những cái tin tức mới nhất. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Chương trình hội luận nó đã kéo dài hơn 55 phút. Và qua thời lượng này, chúng tôi cũng đã cố gắng mang đến cho tất cả quý vị một số những cái đánh giá, một số những cái thông tin và một số những cái nhận định của anh em chúng tôi. Mong rằng những cái chất liệu này nó sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thêm những cái điều để có thể suy tư và nhìn về những cái vùng đất, nhìn về những cái bối cảnh chung của thế giới hay là Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống. Một lần nữa, xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Chúng tôi xin chấm dứt chương trình hội luận ở đây. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.